Đây là ngày sinh nhật của bé Nguyễn Kim Ngọc các bạn. Đó, mình cũng làm đơn giản sinh nhật con nhà nghèo. Hỏi mẹ có đốt nhang chưa? Ồ, có đốt đèn cài chưa? Nhang à? Cho để vậy sao làm cho bé như vậy? Rồi xu ăn đây thử thách tâm một mình xu ăn hết trên ngồi cho đàng hoàng ăn nhất. Thử thách xu ăn hết một tô trứng cút rồi các bạn, với cánh gà đùi gà chiên nha, với một cái ổ bánh kem, ăn hết nha. Rồi ăn đi, một hai ba ăn. Sinh nhật của con cho mình con ăn thả gà luôn á. Mà có gì khác không? Mà có mà không có Rồi, con chào cô chú bác đi. Yeah.
em cày cái cày cào xuống cày đau chứ mẹ. Em cày bỏ đâu? Hấp đê bức đê. Tiếng gì cắt trong sao không biết nè. Nó đừng có bóc xua dơ cái xu. Cái gì? Rồi ăn bánh kem đi. Dạ. Con ngủ thôi. Con ngồi đây ăn đi. Rồi ngồi đó ăn đi. Ngon không? Hả? Cái ngon lắm. Cái gì? Cái thử cái cúc mà. Nhất kỳ kỳ, cúc kỳ. Tắt đi ba. Tắt đi. Vô ăn cơm à? Vô. Mới sao? Mới. Cái dọc thù lê. Chùa. Ăn lẹ đi, mới ăn thử thách ăn, tao phải ăn hết, ăn tàn bạo vô. Ăn hết cái bánh kem đó nha. Ăn hết dĩa trứng cút á. Với dĩa gà nữa. Dĩa đùi gà chiên ăn hết, dĩa trứng cút, dĩa cánh gà, đùi gà chiên nha. Thử thách mà. Thử thách ăn coi như thế nào mà. Bông nó ăn được không á? Chuyển qua ăn món khác đi, ăn lẹ lên. Đâu? Thử thách gì ăn sao ăn ta coi. Thử thách là ta phải ăn hết mới tin tưởng chứ. Kem mà nhai gì chưa? Rồi bye bye đi. Chào tạm biệt đi.
Xin chào Lâm Bê Kha. Rồi chào tạm biệt đi, chào tạm biệt cô chú rồi lẹ lên. Đàng hoàng coi.